Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên, chủ đầu tư, đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án xây dựng đường chính nghĩa Phú Cường với tổng mức đầu tư 675 tỷ đồng sử dụng ngân sách tỉnh Hưng Yên. Hiện tại gói thầu 01 thi công xây lắp công trình có giá 479,452 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 560 ngày đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng, dự kiến mở thầu vào 14 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2024. Dự án là công trình đường giao thông cấp 2 đồng bằng có tổng chiều dài tuyến khoảng 7 km, điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 39 tại km 22 550 thuộc địa phận xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Điểm cuối kết nối với dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng thuộc địa phận xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Mục tiêu đầu tư nhằm tăng cường kết nối các huyện và thành phố, khai thác tiềm năng quỹ đất dọc tuyến đường, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước vào năm 2030. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước. Để thực hiện hóa mục tiêu, tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế các khu công nghiệp, tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy. Cùng với đó, kết hợp phát triển theo chiều rộng với phát triển theo chiều sâu các khu công nghiệp để tăng tính cạnh tranh quốc gia và quốc tế, hình thành các cụm liên kết ngành có quy mô lớn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, thành lập mới và phát triển các khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, ưu tiên thành lập mới, mở rộng các khu công nghiệp có vị trí thuận lợi, khả năng thu hút các nhà đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cụ thể, tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ số, sản xuất các sản phẩm điện tử, viễn thông, chip bán dẫn, sản phẩm quang học, chế tạo phần mềm, sản phẩm công nghệ số, công nghiệp sản xuất thiết bị điện, năng lượng, công nghiệp sản xuất cơ khí, chế tạo, sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng linh kiện, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao, công nghiệp sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, dược phẩm, công nghiệp dệt may, công nghiệp vật liệu. Hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Những năm qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã lựa chọn tiếp nhận những dự án công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, bảo vệ môi trường sinh thái, dự án có quy mô lớn, tiến độ triển khai nhanh và đóng góp nhiều cho ngân sách. Nhiều tập đoàn, thương hiệu lớn trong và ngoài nước đã có mặt và hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả ở các khu công nghiệp của tỉnh như Kyocera, Hyoha, Nippon, Daikin, Toto, Panasonic. Năm 2030, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 5 khu công nghiệp tiềm năng với tổng diện tích khoảng 2.460 ha. Việc thành lập mở rộng các khu công nghiệp đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng. Tuyến đường nối quốc lộ 5 với đường tỉnh 376 đang triển khai xây dựng ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Tháng 9 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án DH34 kéo dài từ quốc lộ 5 đến đường tỉnh 376. Đây là dự án nhóm B do Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Dự án này hiện chưa thi công đoạn đầu tuyến kết nối quốc lộ 5. Tổng mức đầu tư dự án là 260 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh là 100 tỷ đồng. Đây là dự án xây dựng mới với thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025, đi qua các xã Nghĩa Hiệp, Lưu Xá và Ngọc Long của huyện Yên Mỹ. Tuyến đường có chiều dài 3,8 km, mặt đường rộng 11m, chiều rộng giải phóng mặt bằng là 34m, được xây dựng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch của huyện Yên Mỹ và tăng cường kết nối quốc lộ 5 với các trục giao thông quan trọng khác của huyện Yên Mỹ và tỉnh Hưng Yên, đồng thời tạo thuận lợi trong việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Yên Mỹ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh.
hiện dự án còn đoạn đầu tuyến kết nối với quốc lộ 5 chưa triển khai xây dựng, đoạn nối thông với đường tỉnh 376 cũng chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ngoài tuyến đường này, huyện Yên Mỹ hiện đang triển khai đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên giai đoạn 2. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã, tăng 81 địa phương so với quy định hiện hành. Cụ thể, Luật kinh doanh bất động sản 2023 quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3 và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai. Với những khu vực còn lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định khu vực chủ đầu tư có thể phân lô tách thửa và chuyển nhượng cho cá nhân tự xây nhà ở. Trong khi đó, luật hiện hành chỉ ngăn chặn phân lô bán nền tại các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị, mặt tiền, các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến tháng 12 năm 2023, toàn quốc có 902 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại 1, 36 đô thị loại 2, 45 đô thị loại 3, 95 đô thị loại 4 và 702 đô thị loại 5. Như vậy, quy định mới sẽ cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã, tăng thêm 81 địa phương so với quy định hiện hành. Ngoài 2 đô thị loại đặc biệt gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị siết phân lô bán nền, còn 22 đô thị loại 1, trong đó có 3 thành phố trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 19 thành phố thuộc tỉnh gồm Huế, Vinh, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Thái Nguyên, Nam Định, Việt Trì, Vũng Tàu, Hạ Long, Thanh Hóa, Biên Hòa, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một, Bắc Ninh, Hải Dương, Pleiku, Long Xuyên. Theo Luật Đất đai năm 2024, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn gồm xây dựng công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí công cộng, y tế giáo dục, chợ, nghĩa trang, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, công trình công cộng do Ủy ban nhân dân cấp xã đầu tư, quản lý, sử dụng sẽ không được cấp sổ đỏ. Đất được nhà nước giao để quản lý sẽ không được cấp sổ đỏ gồm đất công trình công cộng và hành lang bảo vệ an toàn công trình, đất có mặt nước của sông và đất có mặt nước chuyên dùng. Quỹ đất đã được nhà nước thu hồi, đất để thực hiện dự án đầu tư, đất dùng vào mục đích công cộng, đất chưa giao, chưa cho thuê tại địa phương, đất chưa sử dụng tại các đảo, đất giao cho cộng đồng dân cư quản lý. Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đã được phê duyệt. Đất nhận khoán không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đất nông nghiệp, lâm nghiệp có nguồn gốc là đất được giao, giao khoán, khoán trắng, thuê đất, mượn của nông, lâm trường trước ngày 1 tháng 2 năm 2015. Theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, đất đã có quyết định thu hồi của nhà nước không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đã quá 3 năm từ khi có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện được dự án. Đất đang tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án hoặc quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cũng không thuộc diện được cấp sổ đỏ. Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để dùng vào mục đích công cộng không nhằm kinh doanh sẽ không được cấp sổ đỏ. Luật Đất đai 2024 cũng nêu trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ. Theo đó, tài sản gắn liền với thửa đất thuộc những trường hợp nêu trên sẽ không được cấp sổ đỏ. Nhà ở công trình xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc công trình bằng tranh, tre, nứa, lá, đất, công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ vận hành công trình chính cũng không được cấp sổ đỏ. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, quyết định thu hồi đất của nhà nước sẽ không được cấp sổ đỏ trừ trường hợp đã quá 3 năm mà không thực hiện dự án. Nhà ở công trình xây dựng sau thời điểm cấm xây dựng, lấn chiếm mốc giới bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được phê duyệt mà không phù hợp quy hoạch. Tài sản thuộc sở hữu nhà nước cũng không được cấp sổ đỏ trừ trường hợp tài sản đã xác định là phần vốn của nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp.